Buổi sinh hoạt ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng vừa được Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc tổ chức. Hơn 50 cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện tham gia buổi sinh hoạt. Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc đã phổ biến cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện nắm chắc những điều cơ bản của Nghị định số 37 của Chính phủ ngày 6 tháng 6 năm 2022 về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của Việt Nam. Dịp này, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện còn được thông tin về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.